Minh Vy xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp cuối tuần FBNC 24 trên 7. Như thường lệ trước khi bắt đầu bản tin, Minh Vy xin mời quý vị hãy cùng với Minh vi điểm qua những nội dung chính. Thay Nhật Bản, Hàn Quốc dẫn đầu FDI vào Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư 19 tỷ đô la ra nước ngoài. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, Ban Kinh tế Trung ương chưa thể có ngày kịch bản tăng trưởng kinh tế 2016-2020. Thưa quý vị, sau buổi hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương vào ngày 16 tháng 9 để tham vấn giới chuyên gia, vẫn còn rất nhiều ý kiến chưa thống nhất kịch bản nào có tính khả thi nhất cho phát triển kinh tế xã hội trong năm năm 2016-2020. Tuy nhiên, có thể thấy tất cả các kịch bản đều khẳng định Việt Nam sẽ chịu tác động đáng kể của các hiệp định như TPP, FTA với EU hay Cộng đồng Kinh tế chung ASEAN vào năm 2015. Theo đánh giá của Ban Kinh tế Trung ương và các nhóm nghiên cứu kịch bản tăng trưởng kinh tế, để có thể thống nhất được một kịch bản kinh tế khả thi nhất cho năm năm tới không hề đơn giản, do chịu sự tác động của rất nhiều diễn biến kinh tế trên toàn cầu, đặc biệt là sự tham gia của Việt Nam vào các cộng đồng kinh tế chung và các hiệp định thương mại quốc tế như là AEC năm 2015, TPP, FTA Việt Nam EU v.v. Do đó, các nhóm nghiên cứu sẽ còn phải tiếp thu thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo. Hiện nay chính phủ cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5 đến 7% mỗi năm. Tuy nhiên, khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội những năm qua của chính phủ đang ngày càng xa thực tế, điển hình như mục tiêu cho 5 năm 2011-2015 là GDP cần tăng 6,5 đến 7% mỗi năm, nhưng sau 3 năm 2011-2013, GDP mới tăng bình quân 5,6% một năm. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thay cho nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc hiện đang là quốc gia chiếm vị trí dẫn đầu dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI vào Việt Nam tính từ đầu năm đến nay. Nếu như năm ngoái nhà đầu tư Nhật Bản giữ vị trí số 1 khi chiếm hơn 1 phần tư tổng lượng FDI đăng ký vào Việt Nam, thì trong năm nay, liên tục từ quý 1 đến giờ, vị trí này đã thuộc về nhà đầu tư Hàn Quốc. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm, tổng lượng FDI đăng ký vào Việt Nam là 10,23 tỷ đô la, trong đó riêng nhà đầu tư Hàn Quốc đã là 3,22 tỷ đô la, tính cả vốn cấp mới và tăng thêm, chiếm gần 32% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Nhà đầu tư Nhật Bản lưu về vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư là 1,27 tỷ đô la, chiếm 12,5%. Tiếp theo là các nhà đầu tư đến từ Hồng Kông và Singapore. Với mức đầu tư 1 tỷ đô la, dự án Samsung Display đã góp phần quan trọng đưa nhà đầu tư Hàn Quốc lên vị trí số 1 về FDI đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm nay thưa quý vị theo bản nhận định về tiềm năng giao thương của việt nam với thế giới hfpc dự báo trong tương lai trung quốc sẽ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong đó có mặt hàng dệt may Dệt may và công nghệ thông tin là hai ngành được HSBC đánh giá là thế mạnh của xuất khẩu Việt Nam. Trong đó, HSBC nhận định sản lượng xuất khẩu hàng dệt may sang Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020, với xu hướng chuyển dần sang các sản phẩm phân khúc trung cấp. Về tổng thể, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ hoàn toàn thay thế vị trí số 1 của Mỹ, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trước mắt, thì phần xuất khẩu hàng dịch may sang Mỹ sẽ giảm từ mức 50% của năm 2013 xuống gần 40% vào năm 2020. Dự báo này cũng cho thấy xu hướng xuất khẩu dệt may của Việt Nam cũng dần dịch chuyển sang các thị trường ở châu Á và Trung Đông. Từ phía doanh nghiệp, HSBC cho biết các khảo sát cho thấy gần một nửa doanh nghiệp được hỏi cho rằng các hoạt động thương mại sẽ sôi nổi hơn trong 6 tháng tới, tuy nhiên vẫn có 22% doanh nghiệp nói vẫn lo ngại về biến động tỷ giá. Liên tiếp là những thông tin như sau, theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 7, Việt Nam có 890 dự án đã được cấp phép đầu tư sang 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký đạt 19 tỷ đô la. Riêng trong 7 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư gần 900 triệu đô la Mỹ ra nước ngoài, với 68 dự án tại 21 quốc gia. Trong đó, đáng chú ý là các dự án đầu tư vào mạng viễn thông tại Tanzania, Burundi của Viettel, các dự án trong cao su tại Campuchia của công ty cổ phần An Đông Mia, công ty cổ phần cao su Tây Ninh, v.v. Campuchia hiện vẫn là thị trường có nhiều dự án đầu tư nhất của Việt Nam, chiếm 25% tổng số dự án. Dù nhận được rất nhiều đánh giá trong và ngoài nước cho rằng dịch may sẽ là ngành mũi nhọn của xuất khẩu Việt Nam trong khoảng 20 năm tới, đồng thời sẽ là ngành hưởng lợi nhiều nhất khi hiệp định TPP được ký kết, nhưng đợt bán đấu giá cổ phần lần đầu tiên của tập đoàn dịch may Việt Nam Vinatex vẫn chưa đắt hàng như mong đợi. Theo thông tin ban đầu từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đợt IPO của Vinatex sẽ diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 9 tới. Tuy nhiên, thống kê đến nay cho thấy mới chỉ có 87 nhà đầu tư tham gia mua cổ phần, trong đó có 54 nhà đầu tư cá nhân và 18 nhà đầu tư tổ chức với tổng lượng đăng ký mua đấu giá đạt hơn 110 triệu cổ phần, tương đương khoảng 90% lượng Vinatex muốn chào bán. Lượng đăng ký bằng 90% lượng muốn bán đấu giá nghĩa là theo lý thuyết, nhà đầu tư hoàn toàn có thể trúng đấu giá nếu đặt mua cổ phiếu ở đúng mức giá tối thiểu mà Vinatex chào bán là 11.000 đồng một cổ phần. Xét theo cơ cấu nhà đầu tư có thể thấy người tham gia mua lượng lớn cổ phần là các tổ chức nước ngoài và nhà đầu tư cá nhân trong nước. Cách đây mấy ngày, Vinatex cũng đã thông báo đã chọn được hai đại gia bất động sản là Vingroup và VID Group là nhà đầu tư chiến lược. Lượng cổ phần mà hai doanh nghiệp này đăng ký mua là 120 triệu đơn vị, tương đương 24% vốn của Vinatex. Thưa quý vị, dù đã gần hết một nửa thời gian giải ngân theo như quy định, nhưng gói cho vay hỗ trợ lãi suất 30.000 tỷ đồng mới giải ngân được 1 phần 10 quãng đường. Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, gói cho vay lãi suất thấp 30.000 tỷ đồng dành cho bất động sản mới chỉ giải ngân được hơn 3.000 tỷ đồng, tức là mới tương đương khoảng 1 phần 10 quy mô gói cho vay này. Trong đó, hơn 7.200 hộ gia đình đã nhận được khoản giải ngân gần 2.000 tỷ đồng, còn lại là phần giải ngân dành cho doanh nghiệp. Điều đáng chú ý là chương trình cho vay này sẽ chỉ được giải ngân cho đến hết tháng 5 năm 2016. Do đó, nếu xét về khoản vốn các ngân hàng đã cam kết cho vay, thì hiện gói 30.000 tỷ đã đi được gần 1 phần tư quãng đường dự kiến. Nhưng xét về tốc độ giải ngân, thì chương trình cho vay trên mới đạt 10% kế hoạch. Điểm tích cực duy nhất hiện nay của chương trình cho vay này là tốc độ giải ngân đang tăng lên khá nhanh sau khi chính phủ có điều chỉnh về việc kéo dài thời gian cho vay lên 15 năm và mở rộng đối tượng được vay vốn. Đến với chuyên mục con số trong tuần, chúng tôi muốn nhắc đến con số 4,6 triệu đồng. Đây là mức thu nhập bình quân tháng từ công việc chính của người lao động Việt Nam hiện nay, theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức thu nhập bình quân tháng từ việc làm chính của người lao động trong quý 2 đã giảm 200.000 đồng một tháng so với quý 1, nhưng vẫn còn ở mức cao là 4,6 triệu đồng một tháng. Theo đó, nhóm ngành nông lâm nghiệp và thủy sản có mức thu nhập bình quân thấp nhất, khoảng 3 triệu đồng một tháng, trong khi nhóm ngành tài chính ngân hàng và kinh doanh bất động sản có thu nhập bình quân cao nhất tương ứng là 8,1 triệu đồng và 7,6 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, nhiều đại diện doanh nghiệp cho rằng con số này có vẻ quá lạc quan so với thực tế hiện nay. Thưa quý vị, từng làm nóng các phiên thảo luận của Quốc hội, câu chuyện hàng hóa dịch vụ được bán với giá trên trời tại các sân bay đã được xuất hiện trong dự thảo luật sửa đổi luật hàng không dân dụng Việt Nam. Sau khi các đại biểu Quốc hội nhận thấy giá cả các món hàng này nằm ngoài sự quản lý của luật giá. Theo dự thảo mới nhất của luật sửa đổi luật hàng không dân dụng Việt Nam, cơ bản giá cả các mặt hàng dịch vụ tại sân bay vẫn được quản lý theo luật giá. Nghĩa là giá cả vẫn do các doanh nghiệp tự quyết định theo cơ chế thị trường nhưng phải niêm yết công khai minh bạch tuy nhiên các yếu tố cấu thành giá bán ra của nhóm sản phẩm này lại phải chịu ràng buộc chẳng hạn giá bán buôn điện giá bán lẻ điện bình quân giá thuê mặt bằng giá dịch vụ thiết yếu tại sân bay sẽ được nhà nước định khung đặc biệt giá dịch vụ cất cánh hạ cánh điều hành bay đến bay đi giá phục vụ hành khách dịch vụ kết nối viễn thông truyền tải điện v v sẽ được nhà nước quy định cụ thể luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng việt nam sẽ tiếp tục được lấy ý kiến trước khi trình quốc hội xem xét thông qua vào cuối năm nay Khép lại phần đầu, Minh Vy xin mời quý vị đến với phần 2 của chương trình. Xin mời quý vị cùng đến với những thông tin kinh tế thế giới. Chính phủ Pháp vẫn vượt qua được vòng bỏ phiếu tín nhiệm dù tỷ lệ thấp. Kế hoạch thuê nhân công mùa lễ vực dậy niềm tin kinh tế Mỹ.